Chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Việt lớp 5 của trang web olm.vn. Các con thân mến, trong lịch sử nước nhà có không ít những danh nhân vừa tài giỏi vừa anh dũng đã làm dạng danh lịch sử. Và trong bài học ngày hôm nay mang tên Trí Dũng Song Toàn, chúng ta sẽ tìm hiểu về một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử, danh nhân Giang Văn Minh. Qua chuyện này, các con sẽ hiểu thêm về tài năng, khí phách, công lao và cả cái chết lẫm liệt của thám hoa Giang Văn Minh cách ngày nay ngót 400 năm. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến với phần luyện đọc. Các con lưu ý, khi đọc bài, chúng ta sẽ đọc với giọng rắn giỏi, hào hứng, có đoạn lại trầm lắng, tiếc thương và đặc biệt lưu ý đọc phân biệt lời của các nhân vật. Bây giờ, cô sẽ đọc mẫu một lần. Các con hãy chú ý lắng nghe nhé! Trí Dũng song toàn, Mùa đông năm 1637, thám hoa Giang Văn Minh được vua Lê Thần Tông cử đi xứ Trung Quốc. Chờ rất lâu mà vẫn không được vua nhà Minh cho tiếp kiến, ông vờ khóc lóc rất thảm thiết. Vua Minh liền hạ chỉ mời ông đến hỏi cho ra lẽ. Thám hoa vừa khóc vừa than rằng, hôm nay là ngày dỗ cụ tổ năm đời của thần, nhưng thần không có mặt ở nhà để cúng dỗ, thật là bất hiếu với tổ tiên. Vua Minh phán, không ai phải dỗ người đã chết từ năm đời, sư thần khóc lóc như vậy thật không phải lẽ. Giang Văn Minh nghe vậy, bèn tâu. Vậy, tướng Liễu Thăng tử trận đã mấy trăm năm, sao hàng năm nhà vua vẫn bắt nước tôi cử người mang lễ vật sang cúng dỗ? Biết đã mắc mưu sứ thần, vua mình vẫn phải nói. Từ nay trở đi, nước người không phải góp dỗ Liễu Thăng nữa, từ đó, nước ta mới thoát khỏi nạn mỗi năm cống nạp một tượng vàng để đền mạng liễu thăng. Lần khác, khi Giang Văn Minh vào yết kiến, vua Minh sai một đại thần ra vế đối. Đồng trụ đến giờ rêu vẫn mọc. Biết họ ngạo mạn nhắc chuyện mã viện dẹp cuộc nổi dậy của hai bà Trưng, Giang Văn Minh cứng cỏi đối lại ngay. Bạch Đằng thổi trước máu còn loang, thấy sứ giả việt nam giam lấy việc quân đội cả ba triều đại nam hán tống và nguyên đều thảm bại trên sông bạch đằng để đối lại vua minh giận quá sai người ám hại ông thì hải giang văn minh được đưa về nước vua lê thần tông đến tận linh cựu ông khóc rằng Sư thần không lập nhục mệnh vua xứng đáng là anh hùng thiên cổ điều văn của vua lê còn có câu ai cũng sống sống như ông thật đáng sống ai cũng chết chết như ông chết như sống vậy là vừa rồi cô và các con đã cùng đi luyện đọc về bài tập đọc trí Dũng Song toàn tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số từ ngữ khó có trong bài qua phần chú thích trí Dũng Song toàn là vừa mưu trí lại vừa dũng cảm Thám Hoa là người đỗ thứ ba sau Trạng Nguyên và Bảng Nhãn trong kỳ thi đình Giang Văn Minh sinh năm 1573 và mất năm 1638 là một đại thần của triều Lê. Liễu Thăng là tướng nhà Minh, năm 1427 bị nghĩa quân Lam Sơn phục kích giết chết ở Ải Chi Lăng và đồng trụ, từng truyền là cột đồng do Mã Viện, tướng nhà Hán, dựng ở biên giới sau khi đàn áp khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng bước vào phần chính của bài học ngày hôm nay, đó chính là phần đọc hiểu chi tiết trước khi đi tìm hiểu chi tiết về bài tập đọc các con hãy xác định giúp cô nội dung chính của những đoạn văn có trong bài Vậy là dựa vào nội dung chính của những đoạn văn có trong bài, cô sẽ chia bài học ngày hôm nay của chúng ta thành 3 phần chính như sau. Phần thứ nhất đó là Giang Văn Minh đấu trí với vua nhà Minh. Phần thứ hai đó là Giang Văn Minh đối đáp với đại thần nhà Minh. Và phần thứ ba là sự hy sinh đau lòng nhưng vẻ vang của Giang Văn Minh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào phần thứ nhất đó là Giang Văn Minh đấu trí với vua nhà Minh. Các con hãy dựa vào phần đầu của văn bản và cho cô biết khi đi sứ Trung Quốc, Giang Văn Minh đã làm cách nào để vua nhà Minh phải bỏ lệ góp dỗ Liễu Thăng? Để khiến vua nhà Minh phải bỏ lệ góp dỗ liệu thăng, Giang Văn Minh đã làm như sau. Khi đi xứ, chờ rất lâu không được vua nhà Minh cho tiếp kiến, cho nên Giang Văn Minh đã vờ khóc lóc rất to. Và chính hành động này của Giang Văn Minh đã thu hút được sự chú ý của vua Minh. Và để biết tại sao Giang Văn Minh lại khóc lóc như thế, vua Minh đã cho ông vào chầu tiếp kiến. Khi được vào chầu, thì Giang Văn Minh tâu lý do ông khóc là vì không được ở nhà cúng dỗ cụ tổ Năm đời Vua Minh bèn phán không ai phải dỗ Người đã chết từ năm đời Và Giang Văn Minh chỉ chờ có thế Đã tâu luôn Vậy tướng Liệu Thăng tử trận đã mấy trăm năm sao hàng năm nhà vua vẫn bắt nước tôi Cử người mang lễ vật sang cung dỗ Và từ câu nói này Của Giang Văn Minh Thì vua Minh hiểu rằng Ông ta đã mắc mưu Và đành phải tuyên bố bỏ lệ góp dỗ Liệu Thăng Dù chắc hẳn trong lòng ông ta Không hề mong muốn điều như vậy vậy từ hành động này của giang văn minh chúng ta có thể thấy rằng bằng sự thông minh khôn khéo biết dùng kế gậy ông đập lưng ông giang văn minh không chỉ cho vua quan nhà minh thấy được sự tài trí của thần dân nước việt mà còn giúp nước ta thoát khỏi nạn mỗi năm phải cống cho trung hoa một tượng vàng để đền mạng liệu thăng sự tài trí khôn khéo của giang văn minh không chỉ được thể hiện qua sự đối đáp với vua nhà minh mà còn tiếp tục được thể hiện trong màn đối trí với đại thần nhà minh chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu chi tiết hơn về điều này qua phần thứ hai đó là giang văn minh đối đáp với quan nhà minh các con hãy tiếp tục dựa vào văn bản và cho cô biết quan nhà minh đã ra về đối như thế nào và về đối này đã gợi nhắc lại sự kiện gì Quan nhà Minh đã ra vế đối như sau, đó là đồng trụ đến giờ diêu vẫn mọc. Về đối này gợi nhắc lại sự kiện Mã Viện đã dẹp cuộc nổi dậy của hai bà Trưng. Ngay cả việc ra vế đối cũng luôn thể hiện tư tưởng bành trướng muốn làm nước lớn và thu phục tất cả các nước khác trong khu vực. Nhưng Giang Văn Minh không hề run sợ mà ông vẫn khẳng khái đáp lại. Vậy các con lại tiếp tục cho cô biết Giang Văn Minh đã đối lại như thế nào và câu đối của Giang Văn Minh gợi lại sự kiện gì? Giang Văn Minh đã đối lại như sau, bạch đằng thở trước máu còn loang lời đối lại này của giang văn minh đã gợi lại sự kiện cả ba quân nam hán tống và nguyên đều thảm bại trên sông bạch đằng vậy là lời đối đáp đanh thép cứng cỏi của giang văn minh đã thể hiện sự không chịu nhún nhường trước đại thần nhà minh và cũng như lời khẳng định nước việt ta sẽ không bao giờ thần phục phương bắc và sẽ quyết chiến đến cùng nếu họ có ý định xâm lược thế nhưng chính sự khẳng khái không chịu nhún nhường giữ lòng tự tôn dân tộc của giang văn minh cũng dẫn đến sự hy sinh đau lòng của ông chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn về điều này qua phần thứ ba đó là sự hy sinh đau lòng nhưng vẻ vang của giang văn minh các con hãy dựa vào phần thứ ba của văn bản và cho cô biết tại sao vua nhà minh lại cho người ám hại giang văn minh vua nhà minh cho người ám hại giang văn minh đó là bởi vì Thứ nhất, ông ta đã căm ghét Giang Văn Minh từ khi ông ta trúng mưu của Giang Văn Minh mà phải bỏ lệ góp dỗ liễu thăng. Không chỉ vậy, ông ta còn tức giận trước việc Giang Văn Minh lấy sự thất bại của quân Nam Hán, Tống và Nguyên trên sông Bạch Đằng để đối lại. Sự hy sinh của Giang Văn Minh đã để lại nỗi đau cho dân tộc và vua Lê cũng đã thể hiện sự tri ân dành cho Giang Văn Minh. Sự tri ân đó được thể hiện như thế nào? Các con hãy tiếp tục cho cô biết. Rất chính xác, sự tri ân, tấm lòng trân trọng vua Lê dành cho Giang Văn Minh được thể hiện qua những chi tiết sau. Khi thi hài, Giang Văn Minh được đưa về nước, vua Lê đã đến tận bên linh cữu của ông và khóc rằng sứ thần không lạp nhục mệnh vua, thật xứng đáng là anh hùng thiên cổ. Và không chỉ vậy, khi viết điều văn cho Giang Văn Minh, vua Lê còn viết câu Ai cũng sống, sống như ông, thật đáng sống. Ai cũng chết, chết như ông, chết như sống vậy từ tất cả những điều này chúng ta có thể thấy rằng sự hy sinh của giang văn minh là nỗi mất mát to lớn của triều đại nhà lê bấy giờ nhưng là sự hy sinh vẻ vang giữ vững lòng tự tôn dân tộc và chính vì vậy tên tuổi ông còn mãi lưu danh đến muôn đời ông là người trí dũng song toàn vô cùng đáng trân trọng Giang Văn Minh được coi là người trí dũng song toàn vì ông vừa mưu trí vừa bất khuất. Giữa triều đình nhà Minh, ông biết dùng mưu để vua nhà Minh buộc phải bỏ lệ góp dỗ liệu thăng cho nước Việt để giữ thể diện và danh dự của đất nước. Ông đã dũng cảm, không sợ hy sinh, dám đối lại một vế đối tràn đầy lòng tự hào của dân tộc. Vậy là vừa rồi, chúng ta đã hoàn thành việc đi tìm hiểu những nội dung chính của bài tập đọc trí dũng song toàn. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng bước vào phần cuối cùng cùng của bài học ngày hôm nay, đó chính là phần tổng kết. Bài tập đọc Trí Dũng Song Toàn đã ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh, Trí Dũng Song Toàn bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất nước khi đi sứ nước ngoài. Vậy là bài học ngày hôm nay của chúng ta dừng lại tại đây. Cảm ơn các con đã chú ý quan sát và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo của olm.vn.